kiếm tiền quá dễ thôi. Kiếm tiền quá dễ hả anh? Kiếm tiền quá dễ đúng không? Kinh tế cũng cần nhưng kiếm tiền quá dễ. Kiếm tiền quá dễ bởi vì sao ạ? Cứ ai đâu cái là mình thò tay vào mình làm cái đúng không? Mà bật ngũ bội tâm tinh mọi người lưu ý này. Bật ngũ bội tâm tinh mọi người lưu ý này. Mọi người nhìn nhá. Đây, ví dụ làm cho cái chị này đi. Mọi người nhìn này. Chắc là tôi mượn ghế một cái nhỉ. Mọi người nhìn một chút xíu nha. Tôi hướng dẫn. Chúng ta đừng làm vội. Chúng ta đừng làm vội, chúng ta xem hướng dẫn ạ. Mọi người xem hướng dẫn xong đó là chúng ta sẽ làm. Khi mà bật ngũ bội tâm tinh, việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải để cái chân người bệnh cong lên như thế này. Nhớ nha, cong như thế này. Vì khi bật ngũ bội tâm tinh là chúng ta sẽ bật vào những cái sợi gân. Do đó khi cong chân lên và chúng ta sẽ bẻ cong cái cổ chân này nữa. Hình dung không ạ? Bẻ cong cổ chân này và chúng ta có thể bẻ vài lần cho nó đàn hồi lại cái gân cho nó tốt. Rồi, sau khi chúng ta đã bẻ cong cái chỗ cơ chân này, bẻ cong cái đầu gối, chúng ta sẽ bẻ luôn cả cái gì? Cái chỗ mấy cái ngón chân nhé. Thì lúc này cái sợi gân này, cái sợi gân giữa cái ngón chân và cái bàn chân ấy, lúc này nó lộ ra. Và chúng ta có nhiệm vụ là bật ở đâu? Bật ở chính cái chỗ sợi gân. Cái sợi gân mà nằm ở cái rãnh ở giữa ngón chân và bàn chân. Và chúng ta sẽ bật như thế nào? Mọi người nhìn tôi làm đặt cái tay nha. Mình đặt tay này này. Mà mình mới tập thì mình nhớ là tập cho nó tốt một ngón thôi. Đừng ham thấy thầy Châu làm bật bắn bằng 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 này. Ham quá thầy làm đẹp quá, mê quá. Mình cũng chơi nguyên cả bàn nhé. Mình làm không được đâu. Việc mà mình bật ngũ bội tâm tinh á, mình phải cảm nhận. Cảm nhận là sao? Mình đặt cái tay vào mình bật là mình phải thấy được cái sợi gân. Mọi người đừng có bật cho nó có ha. Quan trọng nhất là mình phải sờ được cái sợi gân và mình phải bật ngang được cái sợi gân giống như là gảy cái dây đàn ấy. Và đây mọi người nhìn đây này, căng lên. Rồi. Đó mình bật này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, chị nghe thấy sợi gân tách tách không? Thấy không? Đó. Rồi, nhớ là phải sờ đúng sợi gân này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Rồi mình chuyển ngón này. Rồi, 1 mình bật từ ngón út xong mình chuyển tiếp này, bây giờ đến ngón thứ 3, ngón giữa. 1 2 3 4 5. Rồi, mọi người lắng nghe đã rồi lát hãy làm. Mình nghe đã. Rồi, xong lát nữa mọi người sẽ đồng loạt làm ha. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Khi chúng ta đặt á, chúng ta giữ vững cái bàn tay ở đây cho nó vững. Và cái ngón tay của chúng ta sẽ cong lại như cái mũi, như là cái móc câu á. Cong lại như cái móc câu để đặt vào đúng cái sợi gân đó. Và nhớ là bật ngũ bội thì là bật ở phía trên mu bàn chân, chỗ sợi gân. Và 1, 2, 3, 4, 5. Đó, chúng ta làm xong lần thứ nhất. Sẽ bẻ cái chân này một chút. Rồi chúng ta làm lần thứ hai. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mọi người nhớ là phải cắt móng tay nha. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bẻ lên và làm lần thứ 3. Rồi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi xong, bây giờ là xong ngũ bội. Nghe chị thấy sao? Nghe nó nhẹ nhẹ ha. Lát nữa bước chân nhẹ như tiên đấy. Rồi tiếp theo bây giờ là tam tinh. Tam tinh thì chúng ta làm gì? Ở phía dưới này mọi người, nó cũng có những cái sợi gân giống như là phía trên ấy. Và chúng ta cũng sẽ có nhiệm vụ là gì? Bật ngang cái sợi gân đó. Và nhớ là bật cái ngũ bội tam tinh chính là giúp phục hồi chức năng rất tốt. Rồi, đây này, mình sẽ đặt ngang cái ngón tay cái này. Và mình lách qua, mình bật qua này, ngang qua này. 1 này, 2 này, 3 này, 4. 1, 2, 3 chứ. 1 này, 2 này, 3 này. 1 này, 2 này, 3 này. 1 này, 2 này, 3 này. Sờ đúng sợi gân thì chúng ta bật nha. 1 này, 2 này, 3 này. 1 này, 2 này, 3 này. Rồi, lần thứ 2. Mình làm giống như là ngũ bội, mình sẽ làm 3 vòng. 1 này, 2 này, 3 này. 1 này, 2 này, 3 này. 1 này, 2 này, 3 này. Đó, 1 này, 2 này, 3 này. Chị này có gân tốt ha. 1 này, 2 này, 3. Nhiều người làm mấy lần mới sờ thấy cái sợi gân nha. Đặc biệt người liệt đấy mọi người. Nhiều khi chúng ta làm 3 lần, 4 lần vẫn chưa sờ thấy cái sợi gân. Mọi người cứ bình tĩnh nha. Làm từ từ, tại vì cái gân người ta bị tổn thương mất rồi. Nó không còn tốt nữa. 1 này, 2 này, 3. Chị thấy cái gân nó giòn không? 1 này, 2 này, 3 này. 1 này, 2 này, 3. Nghe đau không? 1 này, 2, 3. Dạ.
1, 2, 3. Đó, vậy là chúng ta đã làm xong ngũ bội tam tinh. Tức là ngũ bội là bật ở cái sợi gân ở phía trên mu bàn chân, chỗ cái sợi gân giáp danh giữa ngón chân và bàn chân, bật 5 cái và 3 vòng như vậy. Còn tam tinh chúng ta cũng bật sợi gân nhưng mà ở phía dưới, và cũng là cái khe giữa ngón chân và bàn chân, chúng ta bật 3 cái và 3 vòng. Sau đó chúng ta chuyển sang chân bên kia. Và sau khi mà chúng ta làm cái bộ tam tinh như vậy ấy, thì là người nhà, cái người bệnh á, thứ nhất là cái cột sống thắt lưng người ta được cải thiện, thứ hai là người ta đi lại sẽ nhẹ nhàng. Rồi bây giờ hai người một sẽ làm cho nhau, hai người một làm cho nhau. Rồi hai người một làm đi ạ. Rồi hai người một làm. Chân này của người bệnh này, mình sẽ cho cong cái chân lên. Cong chân lên, đúng rồi, cong cái chân lên. Làm một chân một thôi. Làm từ từ một chân một, rồi cong cái chân lên. Rồi bẻ cái vào cổ chân lên, đúng rồi. Bẻ cái vào chân lên. Cái ngón tay của mình đặt như cái móc câu á. Đây, nhìn này. Mình sẽ vịn giữ này, thấy chưa. Rồi mình đặt này, mình đặt này. Đây là cái chỗ này là cái cục tròn tròn này á. Là cái cục xương. Cục xương này thuộc về cái bàn chân. Và ngay kế cái cục xương đó là một cái rãnh, là một cái khe này là giáp danh giữa ngón chân và bàn chân, đúng này một lần ngang. Thấy cái sợi gân không? Bác thấy sợi gân không? Đấy, nó giòn đó. Cái này đặt tay vào, mình sẽ lấy lên cái sợi gân như này, gần ngang cái sợi gân đó nhé. Cong cái ngón tay vào như cái móc câu đó. Đúng rồi chị. Rồi đúng rồi. Nghe sợi gân không? Chị nghe nhá, đau lắm. Đau lắm mà lát nữa nhẹ chân lắm, xương lắm. Đang được không ạ? Dạ được không ạ? Lát nữa mọi người yên tâm đi, kiểm tra tay nghề từng người một. Mọi người sẽ bật ngũ bộ tam tinh cho tôi và tôi cảm nhận xem mọi người làm đúng không. Không, bật ngang sợi gân là được rồi. Chị có thấy sợi gân chị bật ngang, bật ngang, bật ngang, bật ngang. Còn đau hay không là tùy cơ địa người ta. Cứ bật ngang cái sợi gân nghe nó giòn giòn. Tất nhiên cứ phải tùy từng người nữa, phải người nào cũng thế ngay sợi gân. Cái tay nằm kiểu như thế này. À, mình đang bật tâm tinh hả? Ok, được rồi đấy. Làm được chứ hả? Ok. Cong cái chân lên này chị. Cong cái chân lên đi chị. Đó, đặt cái chân cong lên. Đó, mình bẻ cái cổ chân lên. Đó, đúng rồi đó, cái tay mình giữ chân vững. Tay mình giữ vững rồi mình bật. Lúc mà lên thì mà bật xong nghe thấy sao? Phía sau là 5 lần. Nghe khỏe á? Dưới 3 lần. Nghe khỏe á? Đó, mấy lần sơ sơ mà nghe khỏe rồi. Trên 5, dưới 3 lần. Bật là như này này, anh đưa cái tay anh đây. Đây này, cái này là vừa rồi là anh cứa nhá. Anh làm như này cứa người ta, anh nhìn này. Khi mà mình bật á, mình đặt cái tay, ngón tay của mình á bấm vào cái chỗ. Bao giờ mình nhìn, mình sờ á, mình cảm nhận. Mình thấy cái sợi gân bật ngang này, bật ngang này, bật ngang này, bật ngang này, rung chưa? Anh có nghe sợi gân không? À, chứ vừa rồi là anh đang dùng, giống như là anh dùng, anh cứa ra người ta ra. Bật ngang, bật ngang, bật ngang. Yên tâm đi, lát nữa là mọi người sẽ được kiểm tra tay nghề từng người một, không ai quát đâu. Vậy nhân thầy chữa đều. Cái đấy vẫn là cắt, cái đấy vẫn là cắt cửa. Thấy xong. Dạ. Làm xong rồi thì cái lưng thoải mái, mà thoải mái cả hai đầu gối. Nhẹ nhàng. Hai chuyện nhẹ nhàng như này. Ngồi đi tới, ngồi đi. Dạ, đi nhầm quá đẹp. Bây giờ cô con ở nước nào nhỉ? Con cô ở nước nào?
sĩ. Rồi bây giờ là lát nữa nói lên mạng nhận hàng về nha. Nhận mẹ về. Thanh có nhận ra không? Rồi. Rồi, thế còn các anh chị khác thì sao nào? Đâu hết rồi. À, phụ nam lo lên. Đó. Khi làm xong thấy là thứ nhất là về lưng, cái thắt lưng và chân nó nhẹ đi, và nó thấy con người nó lăn lăn và thấy yêu đời nhiều hơn. Nãy thì sao thấy anh nhảy ngon lành lắm mà sao giờ con thấy nhảy nhót gì nữa. Còn ai nữa không? Rồi bây giờ đến cái màn gọi là tâm sự nha. Nào, mấy chị bệnh nhân thấy sao rồi? Đã qua mùa. Đã qua, đứng lên đi cho cả nhà xem. Rồi, đã là phải đứng lên xem. Cho đến cái cảm xúc nè. Thấy khác hẳn cái lúc mới vô học luôn, mới đầu giờ. Khác hẳn nha. Về cứ tới đây học là chữa bệnh luôn nha. Mọi người nhớ nha, tới học là mình làm, mình được chữa bệnh ngay trong giờ luôn nhé. Rồi cô sướng quá, cô đứng ngoài cô không chịu ngồi nữa. Rồi biết con nào. Rồi bây giờ thành lập hội bà tám luôn rồi, phấn khởi. Đâu nữa rồi anh nhỉ? Tiêu hết tiêu à? Còn bên kia thì sao? Cảm giác bên kia sao không nói? Cảm tự đứng lên nhảy đầu coi được không? Bán một câu, bán ngay một câu. Bán đúng một câu thôi, không cần nói nhiều. Lúc đấy tôi có nghe ai nói là nhớ bo cho nhau không nhỉ? Bo à? Bo à? Tí ra ngoài kia bo à? Bao con kêu, bao con kêu. Rồi. Cảm tưởng. Rồi kêu. Bo. Bây giờ lập một cái câu lạc bộ. Mình lập một cái câu lạc bộ rồi. Kiếm tiền quá dễ. Kiếm tiền quá dễ hả anh? Kiếm tiền quá dễ đúng không? Kiếm tiền quá dễ bởi vì sao ạ? Cứ ai đâu cái là mình thò tay vào mình làm cái đúng không? Kiếm được ngay đôi bữa cơm. Nói cái bò, cái gà con bò. Thôi mọi người thật vui rồi. Cho mình làm. Rồi, tôi chúc mừng mọi người. Và bây giờ tiếp tục là tôi sẽ hướng dẫn tiếp những cái trường hợp mà bị gai cột sống. Và sáng mai chúng ta vào đây chúng ta sẽ học cái bài thoát vị đĩa đệm. Vừa rồi là cái chứng đau lưng tại chỗ cũng như là đau thần kinh tọa ha. Còn cái vấn đề là thoát vị đĩa đệm, chúng ta sẽ được xem cái những cái hình ảnh về cái đĩa đệm của chúng ta, đĩa đệm bình thường như thế nào, đĩa đệm bị tổn thương ra làm sao, và cái tình trạng, tất cả các tình trạng của đĩa đệm mà khi nó bị tổn thương nó có những trường hợp như thế nào và mình rơi vào trường hợp nào. Bây giờ hướng dẫn cái gai cột sống nha.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.